Thông qua đường dây nóng của VTV Cần Thơ 0901 282 282, hàng trăm hộ dân sống tại khu vực Cồn Phụng, xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đang kêu cứu vì tình trạng sạt lở. Như hình ảnh mà quý khán giả đang thấy, mặc dù chỉ mới bước vào mùa mưa, thế nhưng tình trạng này diễn biến ngày càng phức tạp, đe dọa đến tài sản, thậm chí là tính mạng của người dân. Những hàm ếch như thế này xuất hiện ngày càng nhiều tại Cồn Phụng. Rất nhiều hộ dân đã phải di dời nhà cửa để tránh nguy hiểm. Cả cuộc đời gắn bó với nơi này, ông Bân cảm thấy bất an. Nhiều khi đang nuôi tôm rồi lỡ cái đụng xuống sông rồi tôm cá gì ra hết. Đa phần bà con tại Cầu Phụng đều là hộ nghèo. Cuộc sống khó khăn, việc di dời càng là chuyện khó. Mất nhà, mất đất, những người như ông Thật chẳng biết tương lai sẽ như thế nào. Đất này, diện tích đất cũng như là ba bàn khoáng sử dụng, mà chỗ đỏ đó, nói tới mười mấy công. Nhưng bây giờ nó lỡ đi, bây giờ theo diện tích bây giờ hết, bây giờ không được, còn không được ba bốn công đất, nó lỡ hết luôn. Ấp Cầu Phụng có diện tích hơn 300 hecta với trên 100 hộ dân. Gần đây sạt lở diễn ra nghiêm trọng ở hai đầu cồn. Tình trạng này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân. Có một số hộ là coi như là nó lỡ hết đất, không còn ruộng để rồi làm, không còn ao để nuôi tôm, rồi lỡ không còn nhà ở thì người ta phải di chuyển đi nơi khác. Mà nhất là một số hộ ở trên cái khu đầu cồn. Dự báo tình trạng sạt lở vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Người dân rất mong ngành chức năng sớm có giải pháp để giúp người dân ổn định cuộc sống.